Chào mọi người, buổi sáng tốt lành. Mình chia sẻ cho các bạn hôm nay là để cho cây sứa phục hồi sau mưa bão thì các bạn nên bón phân gì và tưới phân gì. Thì hôm nay mình chia sẻ đây là cái quan cảnh những cái cây sứa của mình sau hai trận mưa bão số 6 và số 7 này các bạn. Thì nó rụng hết lá luôn, nó uống nước mà không biết cái cách nào ngoài cái những cái vườn lớn người ta có cái máy che, người ta che thôi. Nè các bạn thấy nè, đó. Rụng hết luôn rồi các bạn nè, rụng hết. Thì đây là cái quang cảnh của cái vườn sứ nào cũng vậy đó. Thì sau mưa bão nó sẽ như thế này, nó vàng lá rồi nó rụng sạch luôn nha các bạn, rụng hết đó, các bạn coi đó, te tua tơi tả luôn, nó vàng rồi nó rụng không còn một cái gì hết. Không biết cái vườn sứ các bạn như thế nào chứ của mình thì nó như thế này. Đó, hầu như nhiều cây nó rụng không còn cái lá nào luôn các bạn, rụng hết nè các bạn thấy nè, đó nó rụng vậy đó các bạn. Sứ non, sứ già, sứ to, sứ bự, đó các bạn thấy đó nè. Đó, cái cây quýt lút nó mạnh vậy đây nè, mà các bạn thấy nè, nó rụng không còn một cái lá nào hết, bạn thấy tang thương không? Còn sứ con thì khỏi phải nói nha các bạn, sứ con thì nó hư hết rồi, nó rụng hết rồi các bạn. Đó, rồi nó đang xanh đang tốt vậy là nó rụng rồi. Mưa riết nó không có thoát nước được đó các bạn. Mà mai là mình trồng, chắc trồng mà nó rất là cực kỳ thoát nước luôn đó. Chứ có nhiều bạn biểu mình đó, thì chú ơi chú trồng tro trấu như vậy rồi nó lấy gì nó ăn, sao chú không trồng tro chín? Tro chín thì càng chết nữa. Mình trồng tro sống đó, mà nó còn nên như thế này. Các bạn biểu mình trồng tro chín, tất nhiên mùa nắng thì nó rất là tốt nha các bạn, nhưng mà mùa mưa nó ngậm nước dữ lắm. Các bạn thấy nè, đây là cái quang cảnh, mình sẽ quay qua một lượt cái quang cảnh của cái vườn mà sau mưa bão cho các bạn coi nè. Đó, nó te tua tơi tả hết vậy đây nè, đó các bạn thấy đó nè, lá rồi rụng hết rồi các bạn, không còn cái gì hết nè. Rụng lá hết luôn các bạn, hết rụng hết đó, các bạn nó đang xanh đang tốt chứ, các bạn thấy nè. Đó cây chiết nè, cây này cây minh hoàng nha các bạn, đó cây minh hoàng mà nó rụng vậy đây nè. Đó. Cái này cái Long Thành 2, cái cây chiết của mình đó. Đó, mình sẽ quay lại một số cây chiết cho mình cho các bạn coi nè. Nó tình trạng nó như thế này nè, rồng đen nè, nó thái dương nè, lạc long quân nè, lạc quân nó trổ bông nè. Đó, cái này là cây vinh hoa, nó rụng hết đó các bạn, te tua tơi tả hết luôn. Cây vong hết năm nó ra được cặp trái, có bạn cũng đặt rồi nè. Thì toàn cảnh cái vườn của mình nó là như thế, nó tan nát trời qua hết. Thì bây giờ mình chia sẻ với các bạn là bây giờ nó tình trạng như thế này, thì bây giờ mình phải tưới phân gì và bón phân gì cho nó để cho nó phục hồi sau trong mưa bão. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn, nói chung những cái loại phân này thì mình cũng đã giới thiệu rồi, nhưng mà mình giới thiệu lại. Thì bây giờ nó tình trạng như thế này, thì các bạn bây giờ trước tiên các bạn, ngày đầu tiên là các bạn phải tưới N3M để kích rễ cho nó nha các bạn. Bây giờ mình nó rụng hết lá nè các bạn, không còn gì hết. Bây giờ mình xin chia sẻ cái cách tưới N3M cho nó nha. Các bạn sẽ dùng một cái thùng 20 lít nha các bạn. Rồi các bạn bơm nước đầy vào nha. Các bạn bơm nước đầy vào rồi các bạn. Rồi đây là cái thuốc N3M. Thì cái thuốc này mình nói chung là để kích rễ cho nó thôi mà. Thì các bạn dùng nó này. Đây là cái thuốc N3M nha các bạn. Đó. Thì cái thùng 20 lít là các bạn bỏ cho mình 2 muỗng nha. Hai trong này nó có cái muỗng. Các bạn bỏ cho mình 2 muỗng đầy. Rồi các bạn quậy nó lên nha. Đây. Đó. 20 lít các bạn là bỏ 2 muỗng nha. Rồi. Rồi các bạn quậy nó lên rồi các bạn múc, các bạn đi tưới từng gốc cho nó. Nếu các bạn nào mà nhà có điều kiện có cái máy ấy, thì càng tốt. Cái máy thì mình xịt ha. Thì mình khỏi ấy. Các bạn quậy đều nó lên nha các bạn. Rồi các bạn múc, các bạn tưới cho mình. Các bạn dùng cái xô nhỏ đó. Rồi các bạn múc, các bạn đi tưới nha. Các bạn quậy đều cho nó lên nha các bạn. Rồi các bạn tưới cho nó.
Rồi giờ các bạn đi tưới cho nó nha, tưới từng gốc cho nó nha các bạn. Mình phải chịu khó các bạn ơi, chứ bây giờ nó tình trạng nó như thế này nó khó khăn lắm, thì các bạn phải tưới cho nó chứ giờ biết sao bây giờ. Các bạn tưới cho nó nha, nó vàng lá nó rụng hết rồi đây các bạn nè, nè các bạn thấy nè, nó vàng lá rụng hết nè các bạn thấy nè, nó còn cái đọt không à, nè các bạn thấy không, nó rụng sạch sẽ hết còn cái đọt không nè, thấy không các bạn. Các bạn tưới cho nó thôi. Mình chịu khó chứ giờ biết sao. Các bạn nào mà nhiều thì các bạn có máy thì tốt, nó có máy các bạn tưới bằng máy thì nó đỡ mất công, với lại nó cực cho mình. Mình không có máy thì mình phải tưới bằng tay. Nói chung là nếu mà để đầu tư mà chơi cho nó đúng cách đúng kiểu đó thì nó tốn tiền lắm các bạn. Ví dụ như các bạn có điều kiện á, các bạn làm mấy tre trong nhà kính á, thì sau này những cái cây nào mà nó có hoa thì các bạn đem trong nhà kính cắt nó thì nó sẽ trổ hoa. Còn như mình chơi ở ngoài trời này là mùa mưa là ta tu hết, không còn cái hoa nào đâu. Lá còn mọc không nổi thì lấy gì có hoa, các bạn nghĩ coi làm sao mà có hoa nè. Lá còn mọc không nổi như thế này thì hoa đâu có, khó lắm. Còn nếu mà bạn nào mà có tiền mà đầu tư nhà kính đồ chơi đúng bài bản á, thì ngon. Mình thì mình không đủ điều kiện. Ở nhà kính rồi xong rồi mua mấy tưới đủ các kiểu. Đó, các bạn thấy không? Lá rụng te tua tơ tả không còn cái nào hết, lấy gì đâu nè. Rụng hết rồi các bạn. Rụng hết, không có còn gì hết. Cây lớn rụng lớn, cây nhỏ, rụng hết rồi các bạn. Đó, te tua hết rồi. Vàng lá nó rụng hết rồi các bạn. Mình thấy này, vàng lá nó rụng hết. Các bạn tưới cho nó xong rồi 3 ngày sau nhé. 3 ngày sau bắt đầu các bạn bón phân cho nó nhé. Bón phân đây là cái loại phân mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn để mà các bạn bón cho nó. Thì nói chung là bón cái phân này á, ngoài cái cây sứ nó ra nó không có được bón phân gì ngoài cái phân này. Phân này gọi là phân dynamit nha các bạn. Đó. Thì các bạn lên cái nhà phân thuốc trừ sâu nào á, biểu bán cho phân dynamit thì nó sẽ bán cho các bạn. Đây là phân dynamit. Đó, thì bắt đầu các bạn bón cho nó. Cái phân này nè, nó không có làm cháy rễ nha các bạn. Bón rất là tốt luôn, nó tốt quanh năm luôn á. Nó hay lắm. Thì cây sứ nó chỉ chịu phân này thôi à. Còn cái phân NPK, phân ure rồi là nó không có chịu nha các bạn. DAB nè, lăng nè, kali nè, đạm tức là ure nè, không chịu, nó không chịu. Bón vô là nó cháy đá, cháy rễ hết đó nha các bạn. Các bạn chỉ bón được cái phân này thôi. Phân này gọi là phân dynamit nè các bạn. Các bạn chỉ bón được cái phân này thôi nha các bạn. Không có bón được cái phân gì ngoài ra cái phân này hết. Rồi các bạn bón cho nó, bón cho nó đều hết. 3 ngày sau khi tưới mà N3M xong 3 ngày sau các bạn bón cho nó nha. Chứ không phải là ấy liền đâu. 3 ngày sau rồi các bạn khi để nó thấm cái rễ, bắt đầu nó búng cái rễ non nó ra rồi á. Chừng 3 ngày là nó búng rễ non nó ra. Thì nói chung mùa mưa là nó rụt rễ hết mà các bạn, thúi hết. Cái dàn rễ của nó hầu như là thúi sạch đó. Nó uống nước liên tục mà, nó không thoát được. Giờ bằng cách nào bây giờ? Các người ta chơi chuyên nghiệp á, người ta có cái máy che rồi làm cái nhà kính rồi cho nó. Mình là tiền đâu mà mình làm. Mình chơi cái gọi là chơi chia sẻ cho nó vui mà. À vậy thôi ha. Buổi sáng mình làm tí xíu video để mình chia sẻ cái cách bón phân. Rồi cái cách bón thuốc kích rễ N3M cho nó.
Thì các bạn nào mà có rảnh có cái điều kiện các bạn nên ứng dụng các bạn làm. Tại vì mùa mưa ai cũng vậy thôi, khi xong qua một cái trận bão rồi á là cây cối của mình nó te tua tơi tả luôn. Chứ nó không còn gì hết á. Thì các bạn phải chịu khó bỏ công ra rồi các bạn làm. Khi mà bão xong nó qua mà nó te tua tơi tả các bạn cũng đừng có buồn. Tại vì ai cũng vậy thôi. Thì khi mà cây nó thoát nước không được thì nó sẽ rụng lá này, rụng còn cái cùi không này các bạn thấy không? Cùi không, rụng hết. Rụng hết còn cái cùi không à. Ồ, trái kim lăng này nó chín rồi các bạn ơi. Trái kim lăng này nó chín rồi các bạn. Cái trái Lâm Thành bên này nó cũng chín luôn các bạn. Nên mình hái luôn nhé. Mình hái luôn. Nè. Cái Lâm Thành này nó cũng chín rồi các bạn. Chín hết rồi. Chín được này nữa là nó sẽ bớt ngót nha các bạn. Đợt này nó là đợt ấy cuối cùng đó. Sau bão này mình không thấy có hoa có đồ để mình like cho các bạn đâu. Bạn nào ấy muốn gieo hạt thì cứ nhanh tay. Cái xong đợt này đó là mình hết hạt nha các bạn. Đó, đá nó chín rồi các bạn. Đây Long Thành Kim Lân. Còn ở kia cái sương mùi nó chưa chín. Thôi, buổi sáng mình làm tí xíu video mình chia sẻ cho cách bón phân bón thuốc cho các bạn nhé. Thì các bạn thấy mà hợp lý thì các bạn nên ứng dụng để mà bón cái phân cái sứ cho nó tốt vào sau cái cơn mưa bão. Thì ai cũng phải tình trạng như thế này. Rụng lá, rụng càng, rụng sạch sẽ, rụng không còn một cái gì hết. Nên các bạn thấy. Còn sơ trơ ra cành giấy thôi. Thôi một ngày mới hoa ba trồng xin chúc các bạn luôn luôn được mạnh khỏe, luôn luôn được vui tươi, gia đình hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Xin chào tất cả mọi người nhé.